Trịnh Lệ nhiệt ba thắng kiện anti-fan sau hơn một năm ròng rã. Mỹ nhân Tân Cương được tòa xử thắng vụ kiện một khán giả xúc phạm danh dự. Trịnh Lệ nhiệt ba nổi tiếng nhờ ngoại hình, nét đẹp cá tính sang chảnh của mỹ nhân Tân Cương mang đến làn gió mới cho làng giải trí xứ Trung. Nữ diễn viên còn được đàn chị cùng công ty Dương Mịch quan tâm, thường xuyên giới thiệu vai diễn hay cùng tham gia sự kiện. Tuy nhiên cô nàng cũng trở thành thỏi nam châm hút thị phi. Cô thường xuyên bị khán giả ném đá với những lời lẽ không hay. Đỉnh điểm năm 2020, nhiệt ba bị một khán giả họ Tiết xúc phạm danh dự. Nữ diễn viên quyết định gửi đơn kiện ra tòa án. Sau một năm mới đây, theo Sohu ngày 9 tháng 12, tòa án ở Bắc Kinh yêu cầu khán giả họ Tiết xin lỗi công khai nhiệt ba. Bị đơn đã gửi thư cho cô thừa nhận sai lầm. Tôi gây ảnh hưởng tiêu cực cho Trịnh Lệ nhiệt ba, làm tổn thương danh dự diễn viên. Từ nay tôi sẽ coi đây là bài học, không đăng bài bôi nhọ, nhục mạ người khác. Nhiệt ba đâm đơn kiện từ năm 2020 khi phát hiện khán giả họ Tiết cùng khoảng 10 người khác liên tục tung tin thất thiệt, dùng lời lẽ thô tục miêu tả diễn viên, hạ thấp danh dự cô. Theo QQ, những người này muốn dìm Trịnh Lệ nhiệt ba để tung hô thần tượng của họ. Tài khoản của khán giả họ Tiết đã bị xóa sổ. Còn nhớ vào giữa năm ngoái, Gia Hành, văn phòng quản lý của Trịnh Lệ nhiệt ba đã lên tiếng phản hồi những tin tức liên quan tới những tài khoản mạng tung tin đồn phỉ báng ác ý dành cho nữ diễn viên. Cụ thể, cơ quan này tuyên bố sẽ ủy thác văn phòng luật sư hoàn tất việc thu thập chứng cứ, tiết lộ khởi tố một số đối tượng có hành vi xâm phạm quyền lợi danh dự, quyền chân dung, quyền họ tên. Là một thành viên của nền tảng mạng xã hội công cộng, Trịnh Lệ nhiệt ba luôn hy vọng sẽ góp phần duy trì môi trường mạng xanh và lành mạnh, không chiếm dụng các nguồn tài nguyên công cộng để giải quyết các vấn đề riêng tư và kêu gọi những người dùng mạng trao đổi thân thiện với nhau. Tuy nhiên, đối với các hành vi xúc phạm danh dự đã xảy ra, công ty chúng tôi và Trịnh Lệ nhiệt ba cũng sẽ bảo vệ các quyền lợi của nghệ sĩ theo đúng pháp luật. Đối với hành vi xâm phạm quyền của một số người dùng mạng đối với quyền và lợi ích hợp pháp của Trịnh Lệ nhiệt ba, chẳng hạn như quyền danh dự, quyền chân dung và quyền tên gọi, chúng tôi hiện đưa ra thông báo để trình bày tiến trình bảo vệ một số trường hợp quyền liên quan. Đồng thời, chúng tôi đã ủy thác cho các luật sư hoàn thành việc thu thập bằng chứng về các hành vi xâm phạm và phỉ báng Trịnh Lệ nhiệt ba của một số người dùng Internet trong thời gian gần đây để tố tụng theo pháp luật, phía văn phòng thông tin. Trước Trịnh Lệ nhiệt ba, Ashina Baby cũng đã thắng vụ kiện bảo vệ danh dự. Bị đơn Trương Vinh Thúy phải công khai xin lỗi, bồi thường cho người đẹp cô Phương Bất Tử thưởng hơn 9.000 đô la Mỹ. Phạm Băng Băng, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh cũng từng kiện anti-fan tung tin tức thất thiệt ra tòa. Theo Sina, bị đơn của Triệu Lệ Dĩnh sau khi bị xử thua đã trình bày việc có hoàn cảnh khó khăn và được nữ diễn viên miễn bồi thường hành chính. Theo Sina, các minh tinh Hoa ngữ phải đối mặt với nhiều tin tức xấu, không đúng sự thật từ anti-fan. Họ còn đối mặt với nhiều mối nguy hại như bị chụp tư thế nhạy cảm. Trong nhiều trường hợp, nghệ sĩ phải chịu nhẫn nhịn tránh làm lớn chuyện. Tuy nhiên, có nhiều người như Phạm Băng Băng liên tục kiện anti-fan ra tòa, lấy tiền thắng kiện để làm từ thiện. Nhiệt ba sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, cô học piano, violin, múa từ bé. Năm 2013, cô đóng phim truyền hình đầu tiên, được khán giả khen ngợi xinh đẹp duyên dáng. Tiếp đó, Nhiệt ba tham gia Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Tam Sinh Tam Thế, Thập Lý Đào Hoa, Lý Huệ Trân xinh đẹp. Những năm mới vào nghề, diễn xuất của cô gây tranh cãi, bị nhiều khán giả chê kém năng lực nhưng vẫn nổi đình đám. Trịnh Lệ nhiệt ba là nữ diễn viên chiến ít được săn đón ở Trung Quốc hiện tại, theo Sina. Tuy nhiên, cô cũng có không ít anti-fan do thường vướng phải thị phi như lăng xê quá mức chuyện tình cảm với bạn diễn như Lộc Hàm, Dương Dương, Hoàng Cảnh Du. Những năm gần đây, nhiệt ba được giới chuyên môn khen diễn xuất tiến bộ qua loạt phim như Trường Ca Hành, Hạnh Phúc Trong Tầm Tay, Người Đẹp Đắt Sau Quảng Cáo, làm đại diện của nhiều thương hiệu quốc tế.